chị. Em mà thật ra cái đẹp nó theo bám em từ rất lâu rồi. Em là soái ca mà. Em đồng ý. Đồng ý. Dạ đồng ý. Ủa sao con mắt thẩm mỹ của em càng ngày càng đi xuống vậy? Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Ế quá có đại đi ha. Dạ đại đi anh. Chị đếm hộ em xem giờ trên sân khấu mấy người ạ? Không. Trên sân khấu hiện tại đang có 1.000 con người. Anh không ngờ một người nhỏ nhắn sở hữu một nét mặt thiên thần như em lại là một con người như vậy. Em lừa được 4 người luôn á. Và bây giờ rất phù hợp. Một người 6 mũi. Sao to? 6 mũi. 6 mũi. Còn 6 mũi là mũi rồi. Dạ. 6 mũi. Một chàng trai 6 mũi. Đẹp trai, rất là lãng mạn, rất là khủng khiếp lắm. Một người mà em thích ngoài trừ chân thành là chỉ có một người này là có thể thắng được rồi. Wow. Đừng đưa người thân vào chương trình của chúng tôi. Vô lý. Bây giờ thôi, Harry sẽ xin giới thiệu. Xin mời. Chị. Em mà thật ra cái đẹp nó theo bám em từ rất lâu rồi. Em là soái ca mà. Em đồng ý. Đồng ý. Dạ đồng ý. Ủa sao con mắt thẩm mỹ của em càng ngày càng đi xuống vậy? Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Ế quá có đại đi ha. Dạ đại đi anh. Bây giờ hãy nói ba điều tốt ở em mà những cô gái này phải có em bằng được. Hiền lành. Hiền một. Tốt tính. Tốt. Nhìn là tốt tính. Mấy người hiền người ta cũng tốt mà. Đẹp trai ạ. Đẹp trai ạ. Cái đó bỏ đi. Em tin. Em đi qua đây đứng nhìn chị luôn đi. Mọi người mời em ra đây không biết để làm cái gì hết anh ạ. À. Lúc đầu nói là nghe thấy đẹp trai là phóng ra mọi người khen, rồi cuối cùng đẹp trai ra mọi người chê quá chê, rồi bây giờ nói em nói là nó bị khờ á. Không sai mà, mình đến với khán giả chân thành thì khán giả cũng sẽ yêu thương mình một cách chân thành nhất. Dạ. Và bây giờ sẽ là tài năng đầu tiên của chúng tôi. Cô gái với khả năng uống dẻo trên gậy chống siêu điểm. Xin mời. Wow. Rất bí ẩn. Một màu đen tuyền bạn ấy đang mặc trên người. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích trước cho quý vị hiểu. Sẽ có những cái cây sắt được hàn vào một bục bệ, sau đó họ sẽ chống tay vào những cái đó và nâng cơ người lên, sau đó uống dẻo tới trước sau các kiểu. À, chị cho em hỏi, không biết là chị uống dẻo nó giống con cua được không ạ? À? Nó lật ngược cái đầu lại á. Ủa là sao ta? Hai chân đó là con nhện, giống con nhện hơn á. Đây đúng rồi ạ. Chị làm được không? Dạ được ạ. Bây giờ tôi mới biết cái chiêu mà đưa cái mặt ra phía trước xong hai cái chân vòng qua đụng vô cái mặt là con cua đó nha. Nhờ hộ hiếu tôi biết á. Nếu mà diễn viên siết là đa số là ở Hà Nội nhiều hơn hay là ở Sài Gòn nhiều hơn ạ? Dạ đa số diễn viên siết là ở Hà Nội nhiều hơn. Và cái nguồn gốc của siết là bắt đầu từ Hà Nội. Chị đếm hộ em xem giờ trên sân khấu mấy người ạ? Không. Dạ thưa anh, trên sân khấu hiện tại đang có 1.000 con người. Chị cho em hỏi là diễn ở đâu ạ? Dạ thường em diễn ở rạp xiếc công viên gia đình. À 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1. Vết ngăn bắt đầu chạy. Vài giây cuối cùng nha. Và bây giờ cảnh sát quay. Như vậy là 4 người quay lại, 1 người không quay lại. Mạc Văn Khoa bắt gặp hành động, cử chỉ, lời nói nào mà cái neuron thần kinh của em chấp nhận cho việc em quay lại? Cái lý do mà để anh quyết định anh quay lại và tiếp cận với những đau thương sắp tới là cái lúc mà em... Anh ổn không anh? Hả? Anh ổn không? Không, anh ơi. Không, cái lúc... Anh ơi, anh nói nhanh giúp em sắp xỉu. Ý là anh cảm nhận được cái nghề của em là thật. Anh tin em á. Thế cho em nói rồi, Khoa thông minh lắm. Trời, thích lắm luôn, thích em lắm. Em cảm ơn chị. Kết quả của chúng tôi 5 triệu đồng ở vòng
đầu tiên của chương trình. Dạ. Cái vòng mà Ngọc Thanh Tâm nói rằng là chả lẽ mở đầu lại đưa một tài năng giả sao? Và 5 triệu đồng thuộc về Phạm Linh. Anh không ngờ một người nhỏ nhắn sở hữu một nét mặt thiên thần như em lại là một con người như vậy. Em lừa được 4 người luôn á. Em là ai? Em là Khánh Ly, năm nay 19 tuổi và em đang là học viên cũng như diễn tại sân khấu kịch Hồng Dân. À, diễn viên cho nên diễn tùm lum kiểu hết cho nên mọi người không tin, không biết là đúng rồi. Anh ơi, cho em lại ôm anh Mạc Anh Khoa cái tại thấy ảnh đau lòng tội nghiệp. Cảm ơn em nhiều lắm. Đừng vì câu nói đó mà mới ra ôm nha. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình và giúp anh hạ được 4 người. Tài năng của chúng tôi tiếp theo sẽ là nghệ nhân chế tác mô hình tinh xảo từ lá dừa. Xin mời. Ô vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười tươi. Ngày xuân hoa lá trời đất đẹp ơi. Quá. Trời ơi. Xinh xắn duyên dáng chị đứng vào đây. Chị còn nhớ em không? Chị có biết bạn đó không chị? Lần trước em xuống Bến Tre đó, em có vào nhà chị chơi mà. Em có mua 3 con châu chấu. Có không ta? 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1 Vết ngăn bắt đầu chạy. Chúng ta chuẩn bị. Đằng sau quay. Mặc Văn Khoa có quen không? Chị ở Bến Tre đó, em vào nhà chị một lần rồi mà. Phải không? Mua 2 con châu chấu. Hồi nãy anh bảo 3 con. Hả? Hồi nãy anh bảo 3. Mua 3 con trả lại 1 con. Khoa ơi, cho chị hỏi lại, em có biết tại sao chị đứng ở đây cầm cái bột mì không? Tại vì chị muốn tự tay chị úp vô mặt của Khoa. Vậy có nghĩa là các bạn sai hay đúng? À. Mời các bạn. Không lẽ ăn hoài vậy trời. Dạ dạ dạ. Thiệt luôn hả? Không, trước giờ trong mắt em chị luôn là một người dễ thương á. Chị rất dễ thương, chị rất là thích em. Chị thích em nên chị mới ban cái bột mì cho em. Ban bột mì hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh Giang. Anh không biết chị là thật hay giả luôn á thiệt. Vâng. Hadi xin thông báo. Đây sẽ là tài năng